Vâng, Duy Minh xin kính chào quý chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Hiện tại Duy Minh đang đứng ở trước đại lộ Vĩnh Hằng. Quý chú anh chị, là cái nơi đi vào mộ của nghệ sĩ ưu tú Du Linh. Quý chú anh chị, ở sau luôn này thì cái cổng hoa viên ha quý chú anh chị. Đó thì mấy anh em đã vào bên trong trước rồi. Còn Duy Minh ở đây thì chắc nãy giờ anh em đã dọn dẹp bên trong ha quý chú anh chị. Duy Minh mời bà con bác vào bên trong để theo dõi cái diễn biến hôm nay là nào của chú ha. Bên đây là hướng vào văn phòng ha quý chú anh chị, đây quẹo phải là vô văn phòng. Mình tới tòa sen này thì mình quẹo phải vô bên mộ chú Du Linh khoảng 50m ha quý chú anh chị. Còn bên đây là mộ của bác Ngộ nè. Tại vì sớm mình làm gì ta? Anh đi kiếm cái giấy xe. Giấy xe để lạc kiếm không thấy. Hôm nay là cái chiếc xe của mình gắt gói quý anh chị. Đó mình gỡ xe mà gỡ xe bảo vệ mà xe thì nó không có, nó lạc kiếm quá trời luôn quý anh chị. Thôi đi vô vợ chồng bên trong đây ha. Đây thắp hương cho chú. Thêm qua khi mà cái sự việc của bên gia đình lên thì có rất là nhiều cái ý kiến trái chiều với nhau quý chú anh chị. Chút xíu thì mình sẽ trực tiếp chia sẻ cho bà con cô bác ha. Đây là chú rồng mà Duy Minh thường hay thường nói á quý anh chị. Nó bị làm như nó bị xuống sao á. Cái này mà nói để kiếm cái thuốc gì đó để là phun lên cho nó tốt ha quý cô chú anh chị nè. Đó. Chứ thấy giờ nó ốm hơn cái con rồng bên kia quý chú anh chị. Rồng bên kia thì nè. Rất là ấy luôn. Uống ha. Còn bên đây thì nó mà cái chậu bông bên kia cũng vậy nữa quý cô chú anh chị. Cái chậu bông bình lục bên. Ồ con gái nè. Sáng mặc đồ sắc nách. Dạ. Quý cô chú anh chị. Để trước khi bên trong cúng thì Duy Minh cũng xin chia sẻ xung quanh khu mộ xung quanh của chú và chia sẻ bao quát bên ngoài ha cho bà con cô bác nhìn cái khung cảnh xung quanh ha. Rồi sẽ đảo lại mộ của chú. Đã có bé mèo con cúng vô bé mèo thì cái câu chuyện của gia đình hôm qua thì có nhiều khán giả điện thoại và góp ý như mình và nhắn tin. Có nhiều khán giả lại nói là cũng như là lâu lâu nè mà bên gia đình lên tại sao lại có thái độ hay là gì đó đối với Duy Minh thì không có nghe của chú anh chị. Đó Duy Minh đã nói rồi, ai cũng vậy, người nào đúng người nào sai thì có pháp luật là xử lý. Còn đã còn chứ Duy Minh lên thì vẫn chào hỏi đàng hoàng đó quý cô chú anh chị. Có quý khán giả thì nhiều khi không biết chứ cái nghề của anh em mình á là gặp những người khách khán giả hoặc là gia đình nếu mà đối mặt là phải chào tiếng quý cô chú anh chị, cho dù không biết người đó đúng hay là sai nhưng mình làm đúng cái trách nhiệm mình trước đi hở tính gì tính ha quý cô chú anh chị. Mình làm đúng cái trách nhiệm của người đưa tin. Đó, gặp ai cô bác chào hỏi người làm YouTube
Đâu phải như vậy quý chính vậy. Còn đối với ai thì Duy Minh không biết, nhưng mà đối với Duy Minh là phải vậy quý chính vậy. Tất cả ai cũng vậy hết, trẻ trẻ bé lớn gì cũng phải tôn trọng ha quý chính vậy. Ừ. Trong đây thì đây là cái lãng hoa. Cái lãng hoa từ hôm qua là của danh ca Minh Cảnh đến đây và đem dâng lên cho là chú Vũ Linh ha quý cô chú anh chị. Ở xung quanh mình chia sẻ tí xíu rồi mình sẽ cúng cho bà con cô ba cúng cho chú Vũ Linh. Và có nhiều cái sự việc mà hôm qua vì mình cũng rất là nan giải luôn, muốn muốn giải thích cho bà con biết ha quý cô chú anh chị. Đây là cái chậu bông mà hồi hổm chị Hồng Loan đem lên chung với một cái chậu bông bên đây. Chậu bông trong cái lỗ âm dương đó quý cô chú anh chị. Mà một số bà con thì không biết, kêu Duy Minh phải là điện thoại kêu Duy Minh là phải bứng cái lỗ âm dương này ra ngoài. Bứng cái bông trang này ra ngoài quý cô chú anh chị. Đây là cho chú. Con đừng có giỡn nha, cái này chú cúng cho ông Năm nha. Không được tùy tiện lấy nha. Đồ sao cô chú để đâu, để đó đi, con lấy chi hả? Đồ cúng mà đâu phải đồ chơi đâu con. Đó quý anh chị. Thì một số bà con không hiểu lại kêu mình phải bứng cái này ra là không được ha quý chú anh chị. Cái này của chị Hồng Loan đó, đa cái này là nó cũng như nó sao đâu á, kiểu như là không tốt gì đó. Cái gì tốt không tốt thì mình không biết, nhưng mà của người nào kể cả không phải của chị Hồng Loan cũng gì nữa, mà của khán giả nào thì mình không dám ấy nha. Từ khi là mình hỏi khán giả đó, khán giả nói thôi đừng để đó thì mình mới làm thôi, chứ còn sợ chứ mình không dám. Qua có gì khán giả sáng sớm vô là kêu mình bứng rồi đó. Không có chú anh chị. Còn cái chú rồng này thì chắc có lẽ là phải nghiên cứu quý anh chị. Nghiên cứu rồi cái thuốc nào mới được. Chứ em thấy nay xuống cấp lắm rồi. Hôm trước thì bên mà nhà cung cấp á, thì có chỉ em một cái loại thuốc. Đừng là chữa trị chú rồng cho nó mới quý cô chú vậy, cho nó tốt á. Buổi sáng nay quá nhiều anh em đến sớm mà cúng quá nhiều luôn, bắp nào là cơm, nào là gì chè, rồi nào là gì này gì đây phôi này phôi mì gì đó. Đó rồi có cả là cái gì, có cả là bánh ít quý như vậy, bánh ít. Thì buổi sáng là mấy anh em vô sớm cũng đã ấy hết theo quý như vậy, lao này hết rồi. Thì giờ mình cũng xin thắp hương trình cho chú và đựng cho chú uống cà phê ha. Này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gian nan của người đó cho kia đứng dậy, người đó liền rằng không minh bồ quê nghe đang nhất kinh thiên đại thừa ấy liền về chớ mới không bao giờ còn quên một câu kệ nữa. Ai làm tiêu trừ đời vây nơi này quán thế âm bồ tát về trong đời sao như có những người nào ăn mà không đủ cầu chi cũng không thoải nguyện hoa sắc nhiều ta là bình hoa chưa trừ hùng suy. Nhà cửa không yên ổn quê vô chia lìa hòa có chiều tai và cứ đêm quay ngày ngày trong 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 mong trường phái kinh chờ những người như thế nào khi nghe những lời nhớ ra đó ghi nhớ nên nó 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 ghi đồ ăn mà chưa dạt cho đến trong giấc mộng thấy đều ăn ốm vui về coi hiếm nguyên lại vậy giờ này qua thế âm bồ tát về đời sao nếu có người thiện nam thiện nữ nào hoàn nhân sự làm ăn hoặc nhân sự công dạ yeah. Ô mà không sao lao mộ hay buổi sáng sáng thường ngày thì cũng mấy anh em mình thì vào sớm đi lao mộ hay buổi sáng vậy trước hết là phải lao cái hình trước ha. Mình thì quen rồi phải lao hình trước xong rồi mình mới lao mão. Nó xong rồi lao mão ha. Buổi sáng này thấy bình minh nắng sáng tốt quá quý chú chị ạ. Sáng bình minh nắng cũng là tốt ha chị Nhi. Buổi sáng nắng sáng mình gọi là bình minh đúng không? À, buổi chiều là mình gọi là hoàng hôn. Em mới sợ lộn lộn đó hoài. Bình minh nắng lên bao la ruộng đồng, gió nhẹ nhẹ lay cành cây. Hôm qua có nhiều sự thì phi, nói chung là sự nhiều cái ý kiến trái chiều với nhau với chương trình đó. Bà con rất là quan tâm khi mà người nhà lên thì mấy anh em mình cũng phải không biết phải phải xử lý là sao. Nếu mà có điều gì sơ sức thì mong bà con quá cũng là niềm tin thông cảm mà bỏ qua sao với chương trình vậy. Thì mỗi anh em mình một cái nhiệm vụ heo quý chúng vậy. Người thì lao mộ, người thì lao đèn, người thì lao cái bàn thờ của chú. Chị Nắng Sơn. Ồ, có cái con gì đây? Ồ, con gì trời? Cần con gì? Ồ, con này quá thằng lằn, nó bông bông ghê quá à. Giống con cắt kẹo quá à. À. Rồi. Ở trong mộ của chú Du Linh á, nhiều khi có con này con kia dễ thương lắm không quý chú vậy. Bữa hổm có cái gì? Con ẩn ơ. Này thấy giống cái con cắt kè nhỏ quý chú gì, cắt kè bông. Kiểu như trong đây ấm á. Nên là mấy anh chui vô đây
chùa này chú ẩn hôm nay quý cô chú vậy. Đó. Anh em người hiền đoạn ha quý chú anh chị. Còn kia thì có hai anh em à, rồi ok người đoạn xong luôn. Nói chung cái mộ của chú á thì lao rất là nhanh quý chú vậy. Một người một ngồi nơi là thấy xong rồi. À chị Nhi á thì chị Nhi thì đang ấy bông ha. Chị Nhi hôm gài sao không thấy chị Nhi? Chú má đi bệnh viện hả? Ờ bác khỏe chưa? Bác khỏe chưa? Lớn tuổi ha. Huyết áp với lên máu này kia rồi ha. Bệnh người lớn tuổi là gì ở quý của chúng vậy mà lên máu hoặc là tụt huyết áp rồi á là những cái bệnh đó là rất là thường xảy ra với người lớn tuổi quý của chúng chị. Dạ. À. À. Gì hả? Qua chị lên quá trời sự kiện luôn. Gia đình quá trời lên đông luôn. Lên chiếc xe 16 chỗ rồi lên riêng mấy chiếc xe kia nữa nha. Chứ không phải là 16 chỗ không đâu. Rồi xong á là không phải đầy đủ mà dư luôn. Tại vì có một số người thì cũng là lạ. Rồi có ca sĩ Hoàng Thị Linh gì nữa à, phải không biết ca sĩ không à. Qua wow, tại vì bịt khẩu trang á mình đâu biết đâu. Rồi mấy người kia nó đi chung nói ca sĩ Hoàng Thị Linh. Kêu mình lại quay mà em không quay. Em quay gia đình tại vì bây giờ thời phút này thì gia đình quan trọng hơn. Đúng không chị? Gia đình cậu Năm lên thăm thì mình cũng lên hôm qua luôn, ông đi tội nghiệp lắm. Ông đi qua chú Vũ Linh thấp rồi xong cái ông qua bên cô Thanh Huệ. Rồi chú Nam Hùng. Rồi ông mệt, ông ngồi xuống dưới cái ấy chị. Ông mệt quá ông ngồi xuống dưới chân chỗ ông tựa lên cái mộ của là trên thềm mộ của chú Tư Còn. Ngồi mệt quá xong tựa lên đó khoảng 5 phút gì đó là ông mới đi tiếp. Khoảng em quay ông từ lúc mà ông đi vô đây từ lúc ông ghé lại là khoảng mười mấy phút là ông lên xe em về luôn á. Đó, bây giờ cái thì mình cũng xin đốt nhang thắp cho những ngôi mộ xung quanh ha quý cô chú anh chị. Sao chị nói vậy là sao chị Nhi? Em chào Hương con Năm hả?
Ai tới đây mà không thương con Lâm đâu. Cậu Năm lắm cậu ơi. Coi Nhi bỏ cậu Năm mấy ngày kìa. Ê, thấy không? Chị Nhi bỏ chị cậu Năm mấy ngày đó, thấy chưa? Đúng không? Cậu bỏ mấy ngày, mấy ngày không vô nhà cậu Năm. Rồi. Chị bởi vì bỏ mấy ngày không vô thăm cậu Năm luôn. Chứ mà Nhi hả? Nhi ở nhà, Nhi không lên cho máy gì là lên đây là cậu Năm phạt. Nói à, xin cậu Năm thôi, bây giờ lo cho cậu Năm không gài, giờ lo gì lo cho má ăn cái đã. Đúng rồi, chữ hiếu là để đầu. Nam mô A Di Phật. Con quay em vậy. À, kinh Địa Tạng. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là chú Tô Ma Mai Quang Tú, chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là chú Hề Sa nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quá. Hello. Dạ hello chị Long. Nay xuống sớm chị? Ừ, hôm nay chạy xe không có ngủ gục. Không có ngủ gục hả? Chị là hôm nay ăn ngủ ngon. Cho nên là vì công chuyện hả, em tưởng đâu vậy là ngủ ngon. Ngủ ngon cho nên là sáng nay chạy xe cũng khỏe hả chị? Ơi sao chủ nhật từ rồi chị không xuống hả? Chị làm hả? Ủa làm gì nữa chị? Hả? Nay chuyển ngày làm gì nữa? Lúc nào chị không làm đó. Chị làm gì? Dạ. Yeah. Thì chị vô để em cắm hương cái ha. Em mới cắm xung quanh nè. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đây nè, Sòn Giả Nhi Kiều. Và chú Tâm Văn, quê của cô với chú thì ở Ba Tri, Bến Tre ha quý chú chị. Một số số khán giả cũng vô rất là sớm luôn quý chú chị. Nam mô A Di Đà Phật. Có những cái vị khán giả đầu tiên ha quý chú chị, chị Thịnh Lo đó là ở đầu tiên luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Mình vừa cắm thì bất ngờ chị Thịnh Lo tới luôn ha, vừa đi cắm hương nè. Thường thường là chỉ đi chảy hơn, bây giờ sao chỉ đi sớm quá, chắc là muốn cho anh em uống cho đào á. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là nhà đạo diễn Lê Văn và bạn đời của chú Võ Phụng Thanh. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Lê Mông Hoàng. Thì bà con cô bác á, khi mà mình hôm qua gia đình lên á, thì nhiều khi mình chia sẻ có nhiều cái luồng ý kiến đó, Nam mô A Di Đà Phật, nó khác nhau. Và có nhiều người cũng góp ý với Duy Minh là khi mà gia đình á, có nhiều bà con lại suy nghĩ rằng á, là khi mà phe phái kiểu gọi là phe phái á quý chú anh chị, là bên này là mình xin nói nha. Nam mô A Di Đà Phật. Mình xin phép cái ban bên cô Sáu chú Bảy đâu á là nói là không được này, hai cái mới đúng. Nam mô A Di Đà Phật.
không được chào hay là không được nói chuyện gì đó quý cô chú anh chị. Cái này cũng là một cái điều rất rối rồi, rất là khó cho Duy Minh với là tất cả những YouTuber khác ha quý cô chú anh chị. Đây là nếu mà một người á, Duy Minh đặt vô á, bà con á, đặt mình vô là một người mô thật được chia sẻ thông tin đi, thì ví dụ như á, bà con thấy một ai đó nếu mà là một người YouTuber là công tâm đứng kẻ giữa thì bà con xử lý như thế nào? Vì mình đặt câu hỏi cho bà con á, thưa mọi người. Tại vì á, ví dụ như á, nếu mà đặng bên đây á thì cũng không đặng bên kia, thưa mọi người. Cho nên là vì mình đứng theo cái cương vị là người YouTuber, mà người YouTuber là phải công tâm, không đứng về hướng bên nào hết. Vì mình nói thật, không đứng gì bên nào hết, thưa mọi người. Là mình là trên cương vị là chia sẻ thông tin thực tế, nam mô Phật. Tại vì á mình chia sẻ những cái nào cái đúng cái thật thì con cháu của chú thì cũng là người thân của chú, cho dù ai có đúng có sai đi nữa thì cái điều đó sẽ có là bên pháp luật người ta sẽ nam mô Phật, ta sẽ giải quyết ha quý chú anh chị, thì có pháp luật xử lý. Còn mình là mình là người chia sẻ thông tin cho nên đó là mình gặp ai là mình cũng phải chào. À, quý anh chị. Mình gặp ai đó mình cũng phải chào quý anh chị. Chứ không phải là ồ thấy người đó vậy là mình không chào ha. Là không được. Vì mình lúc nào cũng phải suy nghĩ là mình phải chào hay hỏi. Đó. Là cái đó là cái phép lịch sự. Ba của chúng mình là dạy là như vậy quý anh chị. Là nhỏ lớn luôn, nó mơ hoặc gặp ai xa lạ gì không biết ai, nhưng mà mình gặp mình chào một cái đi đó, khi đối diện với mình phải chào một cái, đó là cái phép lịch sự của ông bà xưa giờ dạy cho mình Chí Minh đó. Mong mà con cũng hiểu ha, nó mơ hoặc chứ không phải là tự nhiên cái Chí Minh chào người đó là thân đâu nghe, là không phải là phe phái đâu nghe của chúng chị. Đó là mình chào với cái phép lịch sự nha, chứ không phải là mình chào cái mình nói là phê phái. Nam mô Phật. Vì mình không có phê ai hết á, nói thật sự luôn bà con. Cái đầu của Duy Minh luôn nghĩ về cái chính nghĩa, và luôn nghĩ về một cái sự thật đó, chứ không phải mà theo người này thấy người này hơn theo người kia, thấy người kia hơn theo người họ là không đúng chú vậy. Theo là theo với cái lẽ phải, và cái lẽ phải đó thì sẽ có pháp luật xử lý. Nam mô Phật. Mình làm cái người đưa thông tin, mình sẽ giữ vững cái lập trường người đưa thông tin đứng ở giữa và chia sẻ một cách công tâm chính trị. Mà chia sẻ công tâm thì phải như thế nào? Thì gặp khán giả là phải chào, thì những người gia đình thì cũng như khán giả thôi quý quý chú chị. Ui, bất ngờ anh Tường tới. Thôi anh Tường tới đâu đi rồi, anh đi ra rồi, nhanh chứ vậy đó. Thì bà con bác xem video có cái điều gì mà không phải thì bà con cứ comment bình luận và góp ý trực tiếp trên cái video của quý chú chị, thì mình sẽ xem và sẽ rút kinh nghiệm ra từ đó ha quý cô chú anh chị, để coi Duy Minh có nói đúng không. Ngoài đặc biệt là cái cách xưng hô của Duy Minh cũng lịch sự, chứ không có nào mà dùng mà những cái từ như là sáo bào hay là bảy báo gì hết đó quý cô chú anh chị. Hồi từ xưa đến nay luôn Duy Minh chưa cái nào mà gọi là cô sáu với là chú bảy là sáo bào bảy báo gì hết, tất cả ai gọi cho mình không gọi được ha quý anh chị, cái lương tâm của mình không cho phép. Cho dù người đó có đúng hay là sai đi nữa, nhưng mà cái lương tâm mình không cho phép mình mà gọi là như vậy. Mình phải tôn trọng tất cả, kể cả đứa con nít mình cũng tôn trọng đó. Khi mà người đó là đó là cái cách giao tiếp của Duy Minh đó. Thì có điều gì không phải thì mong bà con cô bác cũng lượng thứ bỏ qua giùm, và để những comment trực tiếp ở dưới video cho Duy Minh đọc và rút ra những cái kinh nghiệm ha quý cô chú anh chị. Thì buổi sáng nay thì mấy anh em đã
lau dọn mộ sạch sẽ rồi ha quý cô chú anh chị. Đó, thì chú ơi, con cũng đã làm xong cái nhiệm vụ buổi sáng của con rồi, thì con xin chúc chú buổi sáng thật là nhiều niềm vui, thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn. Chú cố gắng ha chú, con cũng cố gắng luôn, chia sẻ cho bà con xem. Thì hello, video đến đây thì Duy Minh cũng xin kết thúc với quý chú chị. Bà con thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh để giúp kênh tương tác đến tất cả bà con cô bác gần xa trong và ngoài nước được xem trên màn hình nhỏ của Duy Minh Vlog. Đó, thì mình xin chào, hẹn bà con là một video tiếp theo ạ.